khắp bao đường khô, nước tình tràn dâng mọi cõi lòng. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mời phương Phật. Hôm nay con phát nguyện xin trì niệm Quán Âm, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tâm đồ. Nếu có kẻ thấy đều phát lòng Bồ Đề, khi mạng bao thân này sanh qua cõi cực lạc.
Thank you.
quang